Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, từng có một trà tử lầu nổi tiếng tên Thành Châu Lầu. Quán trà này được thành lập vào năm 1746, năm Càn Long thứ 11 và được điều hành bởi một gia tộc lớn ở Quảng Châu lúc bấy giờ. Ban đầu, Thành Châu Lầu chỉ là một quán rượu nhỏ, sau đó việc kinh doanh ở đây kéo dài được 260 năm và trở nên nổi tiếng với bề dày lịch sử lâu đời. Thời điểm đó, có rất nhiều người chọn Thành Châu Lầu làm nơi để tổ chức đám cưới và những bữa tiệc lớn. Vào năm 1956, tòa nhà Thành Châu Lầu được mở rộng ra thêm 1.400m² và tăng sức chứa lên 700 ghế ngồi. Có thể nói, việc kinh doanh ở đây ngày càng phát đạt. Tuy nhiên, sau đó, những điều kỳ lạ xung quanh tòa nhà này bắt đầu xuất hiện. Vào đầu những năm 1980, cụ thể là vào ngày 9 tháng 10 năm 1985, có một cặp vợ chồng đã tổ chức đám cưới trên tầng 3 của Thành Châu Lầu. Nhiều người sống ở Quảng Châu vào thời đó đều biết rằng ở đây thường xuyên bị mất điện. Tối đó, tiệc cưới của cặp đôi đã phải gián đoạn vì sự cố mất điện. Trước tình hình này, ban quản lý đã mở máy phát điện được đặt ở phía dưới cầu thang của tầng 1. Sau đó, không rõ lý do gì, máy phát điện đã bắt lửa và gây ra hỏa hoạn. Vào thời điểm đó, toàn bộ tòa nhà đều được thiết kế bằng gỗ, từ cầu thang đến những nơi ngăn vách đều được làm bằng gỗ và không hề có những vật dụng phòng cháy chữa cháy như hiện nay. Ngọn lửa từ tầng 1 của tòa nhà lan ra, trong chớp mắt đã bốc cháy và thiêu rụi cả tầng 2 và tầng 3. Toàn bộ khách trong bữa tiệc ở tầng 3 đều bị mắc kẹt trong biển lửa. Do hệ thống chữa cháy ở Quảng Châu vào thời điểm đó còn nghèo nàn thô sơ nên việc chữa cháy bị hạn chế. Tối đó, có hơn 20 xe cứu hỏa đã đến hiện trường, nhưng vì đám cháy quá lớn nên không thể dập tắt được và dẫn đến một thảm kịch đau lòng. Cô dâu và cả gia đình đều bị qua đời tại Thành Châu Lầu, trong khi chú rể và người cha đã thoát chết vì nhảy ra khỏi tòa nhà. Vụ hỏa hoạn đêm đó đã khiến 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Kể từ đây, những lời đồn rùng rợn bắt đầu xuất hiện khiến những người xung quanh không khỏi sợ hãi. Vào nửa đêm ngày 16 tháng 10 năm 1985, sau 7 ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, rất nhiều người dân gần đó nói rằng khi họ đang dần chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ nghe tiếng kèn đón dâu vang lên trên ngã tư vắng vẻ trước cửa Thành Châu Lầu. Nhiều người sống ở Quảng Châu đều nói rằng thành phố vào năm 1985 không còn nghe tiếng kèn rước dâu cổ xưa như thế, huống chi lại còn rước dâu vào nửa đêm. Rất nhiều gia đình ở hai bên ngã tư đều nói rằng họ bị thức giấc vì nghe được tiếng kèn này. Một số người gan dạ đã ló đầu ra quan sát thì thấy một đội rước dâu kỳ lạ trên đường. Những người này trông mờ mờ ảo ảo, họ mặc quần áo đỏ tươi giống như quần áo thời xưa. Họ đi đến trước cửa Thành Châu Lầu thì dừng lại và im lặng một lúc. Sau đó đột nhiên khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc ngày càng lớn hơn khiến người nghe cũng phải sởn da gà. Đến gần sáng, đội rước dâu đột ngột biến mất. Người ta nói rằng lúc đó có hơn 100 người chứng kiến cảnh tượng này. Đến hôm nay, chuyện đêm đó có thật hay không vẫn mãi là một ẩn số. Chưa dừng ở đó, vào đầu năm 1986, đúng vào 100 ngày cô dâu và gia đình qua đời trong vụ hỏa hoạn, chú rể và người thân cùng bạn bè đã đến đây để cúng bái cầu siêu cho gia đình cô dâu. Tuy nhiên, đang trong lúc hóa vàng thì thanh tay vịn ở tầng trên tầng 3 đột ngột rơi xuống. Giữa một đám người lại rơi trúng ngay chú rể khiến anh bị chấn thương nặng và phải nằm viện rất lâu. Một số lời đồn nói rằng trong khoảng thời gian nằm viện, chú rể thường xuyên gặp phải ác mộng giống như có ai đó đeo bám mình. Sau sự việc này, những chuyện kỳ lạ sau đó vẫn còn tiếp diễn. Được biết, Thành Châu Lầu tọa lạc ở đoạn đường khá đông đúc. Sau vụ hỏa hoạn năm 1985, Thành Châu Lầu phải duy trì hình dạng này trong thời gian dài. Chính quyền Quảng Châu đã có ý định muốn trùng tu nơi này để thay đổi bộ mặt của thành phố. Cũng chính vì vậy mà quá trình đó lại bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ khác. Mọi người đồn rằng, trong những ngày đầu khởi công xây dựng lại Thành Châu Lầu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Nhưng đến ngày thứ tư, một người đàn ông đang làm việc ở tầng 3 đột nhiên có những biểu hiện kỳ lạ như nói linh tinh, giọng nói cũng chuyển thành giọng nữ. Bất ngờ đứng dậy tiến về phía ban công và có ý định nhảy xuống từ tầng 3. Nhưng may mắn có nhân viên tạp vụ giữ lại. Người đàn ông này sau đó bị bệnh khá nặng, phải rất lâu sau mới hồi phục. Thành Châu Lầu qua nhiều giai đoạn, cuối cùng cũng đã được xây lại và được đổi tên thành nhà hàng Hồng Tinh Hải, nhà hàng Đông Giang Hải, nhưng đến năm 2006 thì bị dỡ bỏ hoàn toàn. Liệu có liên quan đến vụ hỏa hoạn năm xưa? Và đây là một câu hỏi đến bây giờ vẫn không ai có được lời giải đáp. Chiều cao đã thay đổi. Các tài liệu chỉ ra rằng chiều cao của con người đã tăng tiến rất nhiều kể từ 200 năm trở lại đây. Cụ thể, trong một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí InLife, chiều cao của cả đàn ông và phụ nữ tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ Hàn Quốc và nam giới Iran đã cải thiện rất nhiều, lần lượt là 20,2cm và 16,5cm. Thân nhiệt. Trong khi nhiệt độ toàn cầu gia tăng, thân nhiệt của con người lại có xu hướng giảm đi. Các chuyên gia từ Đại học Stanford đã xác nhận rằng nam giới trong thế kỷ 21 có thân nhiệt giảm đi ít nhất là 0,58 độ C. Trong khi đó, số liệu từ đầu thế kỷ 19 cho thấy thân nhiệt của phụ nữ cũng đã giảm 0,3 độ C. Dậy thì sớm hơn. So với một thế kỷ trước, quá trình dậy thì của con người đã sớm hơn trước ở cả nam lẫn nữ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thể trạng của loài người và chế độ dinh dưỡng đã tốt hơn rất nhiều. Theo một nghiên cứu từ Đại học California, 15% trẻ em gái hiện nay có thể dậy thì từ 5-7 tuổi. Ước tính trung bình so với thế kỷ 20, quá trình dậy thì bắt đầu sớm hơn 2 năm. Sống thọ hơn. Cũng do dịch vụ y tế và chế độ dinh dưỡng đã tiến bộ mạnh mẽ, tuổi thọ của con người ngày càng được cải thiện. Một nghiên cứu của Viện Santa Lucia tại Tây Ban Nha dự đoán, tuổi thọ của con người có thể lên tới 120 vào cuối thế kỷ 21. Trong khi đó, nếu so sánh ở thời điểm đầu thế kỷ 21, chỉ có khoảng 26,2% nhân loại sống qua được tuổi 65. Cơ thể có bộ phận mới. Nhờ vào các tiến bộ của khoa học, năm 2018, nhân loại đã tìm ra một bộ phận mới mang tên interstitium, hay còn gọi là mô kẽ. Dù còn gây tranh cãi, nhưng nhìn chung, interstitium là một loạt các khoảng trống chứa đầy dịch kết nối với nhau được tìm thấy dưới da cũng như xuất hiện ở khắp trong ruột, ống mật, phổi, thành mạch máu và các cơ. Interstitium không phải là bộ phận mới duy nhất mà con người tìm ra. Năm 2013, các nhà khoa học tìm ra 6 lớp màng cực mỏng trải đều trong mắt được gọi là lớp Dua. Những bộ phận biến mất. Có lẽ phải tới hàng trăm năm qua, rất nhiều người trong chúng ta bị hành hạ bởi răng khôn. Nhưng trong thời gian gần đây, các nhà khoa học nhận ra rằng nhiều người sinh ra mà không có răng khôn được cho là vì kích cỡ hàm của chúng ta giảm xuống cùng chế độ ăn không cần phải nhai thức ăn quá cứng nữa. Một trường hợp khác là cơ gang tay, palmaris longus, chiếc gân kéo dài từ cùi chỏ đến cổ tay. Theo thống kê, 10% đến 15% dân số thế giới không có chiếc gân kỳ lạ này. Nếu có, bạn là người bình thường, nhưng nếu không có thì chia buồn, bạn vẫn là người bình thường thôi. Vì đây được xem là một trong những bộ phận thừa thải nhất trên cơ thể, giống như ruột thừa và nhân trung, đường rãnh nằm ngay trên môi chúng ta. Chiếc gân này là sản phẩm còn sót lại của quá trình tiến hóa. Các chuyên gia cho biết palmaris longus là bộ phận cần có của tổ tiên chúng ta ngày trước, những người sử dụng chi trước để leo trèo. Tuy nhiên ngày nay có hay không có bộ phận này cũng không khiến lực nắm hay cơ bắp của chúng ta yếu đi. Nói cách khác, ngoài việc là bằng chứng củng cố thuyết tiến hóa của Darwin, bộ phận này vô dụng. Ngày càng nhiều người béo phì. Loài người ngày nay sử dụng trí não nhiều hơn, ít vận động đi và cũng có nhiều thực phẩm đa dạng nhưng không tốt cho sức khỏe. Hệ quả, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ béo phì của nhân loại đã tăng gấp 3 kể từ năm 1975. Năm 2016, số liệu cho thấy có 1,9 tỷ người trưởng thành đang thừa cân và 650 triệu rơi vào tình trạng béo phì.